cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với chương trình Người Chiến Thắng. Đây là một trò chơi tương tác truyền hình dành riêng cho tất cả khán giả trung thành của HTV7. Chúng tôi không có bất kỳ một người chơi nào có mặt trong trường quay, mà ngay từ bây giờ, ngay từ lúc này, chính quý vị, những người đang ngồi trước máy vô tuyến truyền hình sẽ là những người tham gia trực tiếp cùng với chúng tôi. Trong mỗi chương trình Người Chiến Thắng, chúng ta sẽ có 8 vòng đấu. Ở mỗi vòng đấu, trả lời đúng câu hỏi, quý vị sẽ ghi cho mình một số điểm tích lũy tương ứng với vòng đấu đó. Sao cho trong buổi tối ngày hôm nay, số điểm tích lũy mà quý vị ghi được từ 100 điểm trở lên, bạn sẽ là một vòng thi đặc biệt. Ở vòng thi đặc biệt, bạn sẽ nhận được một câu hỏi bí mật từ tổng đài. Trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi bí mật, bạn sẽ giành lấy giải thưởng trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra còn có 20 giải khuyến khích, mỗi giải khuyến khích trị giá 100.000 đồng. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng đấu đầu tiên của chương trình Người Chiến Thắng trong buổi tối ngày hôm nay. Vòng đấu này mang tên là Nhanh Mắt. Và các bạn đang đến với vòng đấu đầu tiên của chương trình Người Chiến Thắng trong buổi tối ngày hôm nay. Vòng đấu này mang tên Nhanh Mắt. Ở vòng đấu này, chúng ta sẽ có 5 phút để tham gia trả lời câu hỏi. Và nội dung câu hỏi ở vòng đấu này như sau. Đây là tên của một loài hoa. Bạn hãy cho biết tên của loài hoa này và hãy soạn tin nhắn gửi đến tổng đài 8508 để tham gia trả lời câu hỏi. Và ghi cho mình số điểm tích lũy ở vòng đấu này, đó là 35 điểm. Và ở vòng đấu này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một dãy số gợi ý. Dãy số gợi ý của ngày hôm nay đó là dãy số 736. 736 đó chính là phím số 7, phím số 3 và phím số 6 trên bàn phím điện thoại di động của chúng ta. Ở tương ứng với các chữ cái, ở phím số 7 sẽ là chữ P, chữ Q, chữ R, chữ S. Ở phím số 3 sẽ là chữ D, chữ E, chữ F. Ở phím số 6 sẽ là chữ M, chữ N và chữ O. Xin được lặp lại một lần nữa. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một câu hỏi. Câu hỏi có nội dung như sau. Đây là tên của một loài hoa. Và chúng tôi sẽ đưa ra cho quý vị một dãy số gợi ý. Dãy số gợi ý bao gồm 3 số 7, 3, 6. 7, 3, 6 đó chính là phím số 7, phím số 3 và phím số 6 trên bàn phím điện thoại di động của chúng ta, tương ứng với các chữ cái. Ở phím số 7 sẽ là chữ V, chữ Q, chữ R, chữ S. Ở phím số 3 sẽ là chữ D, chữ E, chữ F. Ở phím số 6 sẽ là chữ M, chữ N và chữ O. Và bây giờ, nhiệm vụ quý vị là hãy lựa chọn cho mình 3 ký tự thật hợp lý, sắp xếp chúng lại với nhau và tìm ra một đáp án cho câu hỏi tên của một loài hoa. Khi đã có đáp án, bạn hãy gửi đáp án đến tổng đài 8508 để tham gia trả lời câu hỏi và ghi cho mình 35 điểm. 35 điểm chắc chắn rằng đó sẽ là một sự khởi đầu thật tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay trên con đường chinh phục 100 điểm. Bởi vì trong buổi tối ngày hôm nay, những khán giả nào ghi cho mình từ 100 điểm trở lên sẽ lọt vào vòng thi đặc biệt. Ở vòng thi đặc biệt, bạn sẽ nhận được một câu hỏi từ tổng đài. Trả lời đúng câu hỏi và khoảng thời gian trả lời câu hỏi của bạn kể từ khi bạn nhận được câu hỏi tính tới lúc bạn gửi đáp án đến tổng đài là ngắn nhất. So với những khán giả được quyền trả lời câu hỏi bí mật trong buổi tối ngày hôm nay thì giải thưởng 3 triệu đồng sẽ thuộc về các bạn. Ngoài ra, chúng tôi còn dành 20 giải khuyến khích, mỗi giải khuyến khích trị giá 100.000 đồng dành cho 20 khán giả có câu trả lời nhanh kế tiếp. Giải thưởng rất hấp dẫn đúng không? Chính vì vậy mà bạn đừng bao giờ bỏ qua cơ hội để trở thành chủ nhân sở hữu những giải thưởng này. Chỉ cần khoảng từ 2 đến 3 tin nhắn thôi là bạn hoàn toàn có thể nắm trong tay 3 triệu đồng của chương trình Người Chiến Thắng buổi tối ngày hôm nay. Chính vì vậy, hãy cầm điện thoại lên, hãy soạn tin nhắn và tham gia chương trình cùng với chúng tôi, chương trình Người Chiến Thắng. Và bây giờ, chúng ta đang theo dõi vòng đấu thứ nhất, vòng đấu mang tên Nhanh Mắt. Bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng nhau quay trở lại với nội dung câu hỏi ở vòng đấu này. Nội dung câu hỏi có như sau. Đây là tên của một loài hoa, bạn hãy cho biết tên của loài hoa này và hãy gửi đáp án ở tổng đài 8508 để tham gia trả lời câu hỏi. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một dãy số gợi ý bao gồm có số 736. 736 được lặp lại một lần nữa, đó là phím số 7, phím số 3 và phím số 6 trên bàn phím điện thoại di động của chúng ta, tương ứng với các chữ cái. Ở phím số 7 sẽ là chữ P, chữ Q, chữ R, chữ S. Ở phím số 3 sẽ là chữ D, chữ E, chữ F. Và ở phím số 6 sẽ là chữ M, chữ N và chữ O. Bây giờ, quý vị hãy lựa chọn cho mình 3 ký tự hợp lý, ghép chúng lại với nhau và trả lời câu hỏi tên của một loài hoa. Quý vị đã nắm rõ luật chơi hay chưa? Để giúp quý vị nắm rõ hơn luật chơi thì chúng tôi sẽ đưa ra 2 ví dụ minh họa cho quý vị. Chúng ta đã nhắc đến những loài hoa, vậy thì chúng ta sẽ lấy ví dụ minh họa là tên của những loài hoa. Ví dụ đầu tiên sẽ là hoa mai. Mai sẽ gồm có 3 ký tự đúng không?
chữ M, chữ A và chữ Y ngắn. Vậy thì dãy số gợi ý sẽ gồm có 3 số, đó là số 6, 2, 4. Bởi vì chữ M sẽ nằm ở phím số 6 đúng không? Chữ A sẽ nằm ở phím số 2 và chữ Y ngắn sẽ nằm ở phím số 4. Thêm một ví dụ nữa nhé, đó là hoa lan. Chữ lan thì sẽ có 3 ký tự đúng không? L, chữ A và chữ N và sẽ tương ứng với một dãy số gợi ý đó là 5, 2, 6. Bởi vì chữ L sẽ nằm ở phím số 5, chữ A sẽ nằm ở phím số 2 và chữ N sẽ nằm ở phím số 6. Thế nào? Qua hai ví dụ vừa rồi thì các bạn đã nắm rõ hơn luật chơi rồi đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với dãy số gợi ý trong vòng đấu này, đó là dãy số 7, 3, 6. Và 7, 3, 6 sẽ là dãy số gợi ý cho câu trả lời của câu hỏi tên của một loài hoa. Có rất nhiều loài hoa đúng không? Và biết chọn tên của loài hoa nào là đáp án chính xác đây? Bây giờ thì tôi sẽ gợi ý cho các bạn nhé. Đây là một loài hoa mà chúng ta có thể bắt gặp ở tất cả những làng quê Việt Nam. Chúng được trồng thành từng ao, từng hồ, từng đầm, thậm chí là ở vùng Đồng Tháp 10 thì loài hoa này được trồng thành cả một cánh đồng. Và loài hoa này là một loài hoa tượng trưng cho sự thanh khiết. Loài hoa gì đây? Đây là một loài hoa trồng rất nhiều ở đồng quê Việt Nam, hãy nhớ nhé. Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Thế nào, sau khi tôi đọc xong câu ca dao này thì các bạn đã đoán được đây là tên của loài hoa nào đúng không? Vậy thì hãy cầm chiếc điện thoại lên, xài tin nhắn và gửi tin nhắn đến tổng đài 8508. Hãy nhớ rằng đây là tên của một loài hoa. Loài hoa này được trồng rất nhiều ở Việt Nam. Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng.